Con biết bữa nay bác đưa con đi đâu không? Chưa. Mình vào cho cháu Kính thưa toàn thể quý ông bà, quý chú, các anh chị cùng các bạn, ngày hôm nay tiếp tục cái hành trình cùng với bố con của anh Patrick với cháu Quý, thì Ngân đang dẫn cháu Phượng ghé một cái nơi mà anh Patrick với bà với bác hai sẽ có cái món quà rất là đặc biệt dành cho cháu Phượng. Và hiện tại thì anh em Ngân, chú cháu Ngân đã di chuyển đến địa điểm ở đây rồi. Quý biết bố mua cái gì cho em không? Có rồi, tí rồi tâm sự rồi đúng không? Đẹp không? Mời bác ạ, mời bác nói với cháu luôn đi. Bác hai nhờ bác dắt con tới đây gửi cho con một chiếc xe điện. Bác hai là muốn mua chiếc xe như chị Quý, nhưng mà chú Ngân nói con có mới 12 tuổi không có lái được cái xe đó. Phải 16 tuổi mới lái được, còn 4 năm thì đợi lâu quá. Nên bác hai nhờ là dẫn con tới đây mua một chiếc xe điện, có gì để con chạy xuống thăm hai em Hoa Hương được luôn. Giờ chị Hà nữa đi làm về, cái con muốn chạy xuống thăm cũng được nữa. Rồi bây giờ mình vô mình chọn cái nào con thích, nghe không? Màu cái là con tự chọn. Bác chỉ tới đây để tính tài khoản thôi, tính tiền thôi. Trả tiền thôi. Con thích màu nào đừng có sợ, tùy ý con lựa nha. Thế vậy bây giờ phải cảm ơn bà, cảm ơn bác hai, phải cảm ơn bố của chị trước đã. Đây cũng là nơi mà ngày trước em gửi xe cho Quý anh ạ. Anh còn nhớ thì bởi vì anh cũng nhớ mấy cô này. Em ơi, ra đây. Em ra đây anh nhờ tí. Lại gặp người quen đúng cô này hôm trước đúng Quý. Anh Patrick thì muốn mua cho cháu bé một chiếc xe. Cháu thì năm nay vừa 12 tuổi thôi, thì không đi được cái xe như ngày trước mà mua cho cháu con gái của anh, cho nên là bây giờ là muốn em tư vấn cho một chiếc xe nào mà phù hợp với tuổi của cháu. Em học lớp mấy tuổi? 6 thôi ạ. Em lớp 6 em đi xe máy, xe điện được chưa đúng không? Được, xe điện, chơi xe máy chưa lại được. Chưa đến tuổi. Nhờ em giới thiệu những xe điện từ giá cả từ cao xuống dưới, và cái nào phương tiện lái cỡ bao nhiêu xa thì để cho cháu chọn. Em chờ em một chút nhé. Đang có khách, rồi giờ không sao thì mình đi coi. Bây giờ con dắt em đi coi đi. Giờ hai chị em tính nhau rồi coi cái kiểu nào đẹp đẹp. Tư vấn cho. Mình muốn chiếc xe ăn kêu bằng cái gì? điện nhưng mà tốt á, tốt chứ không phải là kiểu đẹp. Có nhiều chiếc nó đẹp nhưng mà nó không có tốt, được chiếc bền á, về cái đẹp. Giờ hai chị em đi. Rồi đi nào, mép cháu Phượng nào. Em thích cái nào thì em cứ chọn đi. Cháu thích cái nào? Ăn số giống nhau chứ? Không, cái này tí người ta chắc là lắp điện đấy. Không phải. Đấy em thấy xe nào đẹp? Đây là kiểu dạng hệ cho con trai hay sao ấy? Cho con trai chút. Đấy. Bên này này. Em thích màu nào? Toàn xe đẹp chả biết chọn thế nào. Em cũng không biết. Màu đen, màu đen, một đen, màu đen cho đẹp. Nếu thì em cứ thích cái nào thì em chọn thôi. Hay là bên này. Lên. Hình to, hình đẹp, sự không ra to còn đẹp em ạ. Thế này à? Là em thích màu đen. Thế tí chú Ngân ra thì bảo chú Ngân. Cái này cũng đẹp mà.
to rồi. Nhưng là khá là to. Nhìn cái xe điện này nhưng mà nó còn nặng hơn xe máy. Nặng hơn. Để đi. Đi vào được không? Rồi đây. Được chưa? Được chưa nào chưa? Cháu bảo cháu chọn. Đến mà mua loại này thì cho lái không được. Chưa lái được. Chưa lái được. Chắc là chưa lái được xe này. Chưa đến tuổi. Chưa đến tuổi. Vâng. Cái nặng hay nặng như thế. Em không có cái dòng xe như cháu Quý mua ngày trước nên ạ. Như bạn Quý còn trong đây nhưng mà bạn ấy cấp 2 lớp cấp này. Không, anh muốn xem thôi, cái đấy anh muốn xem. Đây dòng anh. À. Đó. Dòng này là dòng 2000 mà 15 triệu. Đây là đóng cái này là giá và cái đi ra cửa luôn hay là mình phải đóng giấy tờ rồi thế? Đóng biển số gì ấy, thành cũng thành 16 giống như xe hôm trước này nhỉ. Là thêm một ít nữa thì phải. Hình như thế. Xe của Quý là ngày trước là hiệu gì nhỉ? Cháu nhớ là xe gì, hiệu gì không? Halim. Halim à, thế này dùng trên này. Giống như cái mặt gì vậy thế này, màu hơi xanh. Con dắt đường. Ba hỏi con là có chương nào thí chưa? Có rồi. Có rồi, chọn được rồi. Dạ. Hai chị em chọn được rồi. Dạ. Nhanh vậy. Dạ. Thế đến đường cho các bác như nào? Đẩy ra. Em ơi, xong việc của em chưa? À. Em cứ bình tĩnh như nào? Không, em vẫn bình tĩnh mà em vừa nói chuyện qua. À thế à, bây giờ là hai đứa là chọn được xe rồi đúng không? Vâng. Bây giờ là xe nào chỉ ra cho... Nhưng mà Phan để cho nhờ em tư vấn cũng như cái loại nào cấp nào mà bao nhiêu tiền để anh biết để không chỉ có chiếc thứ này mà sau này vẫn dù khi có trường hợp mà anh có thể mua tặng cho mấy cháu khác thì anh biết cái giá gì để làm sao để anh gửi tiền về để anh lo lắng vậy đó. Thế thì em mời các anh các em ra đây em tư vấn một chút. Đi ra đây anh nhỉ? Mình không mở. Mở ra hẳn đây. Còn giờ có một mình em thôi ạ? À, bọn em chia ca. À, chia ca rồi ạ? Thì theo như ở đây thì là những cái dòng xe điện bên em ấy thì sẽ có những cái giá trung bình, giá vừa phải cho đến giá cao cũng có. Thì là đầu tiên thì em sẽ tư vấn cho bạn những cái dòng xe này là dòng xe bò điện này, xe bò nhỏ này. Cái dòng này thì có giá là 7 triệu rưỡi. Với phụ kiện thì bọn em sẽ tặng bạn phụ kiện kèm theo xe, đó là giỏ xe và gương. Xe này thì là có 4 bình nhỏ, thì là chạy với vận tốc tối đa là từ 30 km/h. Đấy thì là cái dòng xe này thì dành cho những cái bạn cấp 2 giống như bạn đây. Em tên gì nhỉ? Phượng ạ. Phương à? Phượng à? Ừ, đấy thì là chị sẽ tư vấn cho em cái dòng xe này đầu tiên nhá. Xe này nó là xe gọi là xe quốc dân. Có nghĩa là giá nó cũng vừa phải, phù hợp với cho những cái người ví dụ có thu nhập vừa phải ở đây. Vâng. Đấy, còn sang bên này. Sang bên này nó là dòng xe gọi là cũng là dòng xe bò, nhưng mà dòng này nó cũng như dòng bên kia. Nó sẽ cũng có 4 bình nhỏ, nhưng mà dòng này nó khác nhau ở cái đèn, nó gọi là có đèn độ. Nó là đèn dòng đèn độ, nó cũng 4 bình nhỏ, mà vận tốc nó cũng chạy giống như dòng bên kia. Vâng. Đấy thì dòng này thì là có giá là 8,1 triệu. Đấy, dòng này thì nổi bật nhất là ở cái đèn này. Nó sáng hơn hay sao? Nó cũng sẽ sáng hơn một tí. Nó sáng hơn một chút và nhìn cái dáng xe của nó cũng sẽ tôn dáng hơn. À, xin phép cho anh hỏi. Em nói là 4 cái cục pin nhỏ thì chạy được cỡ bao nhiêu km? 30 km. 30 km. Còn trên này? Dòng này cũng thế ạ. Dòng này cũng là dòng này dòng bò, xe cũng gọi là xe bò nhưng nó chỉ như nó gọi là xe bò thường thôi. Nó là xe bò 12A. Còn dòng này nó gọi là xe bò nhỏ. Từ nhà con về xuống. Chức năng thì nó là như nhau. Nhưng khác nhau là ở cái đèn. Đèn cái này là dòng đèn nhỏ. Từ nhà con chạy xuống nhà em, hai em là cỡ bao nhiêu cây? À, tầm khoảng độ 4-5 cây thôi anh ạ. 4-5 cây thì dòng này và dòng này đều thoải mái. Cái này đi được 30 cây số gì là phải sạc điện. Nó rơi vào khoảng tầm từ 25 đến 30 cây. Nói chung mình nói để mà nói chung nói tóm lại thì 30 cây đối với cái đường bằng phẳng này thôi. Đấy, còn với những cái đường gồ ghề, ví dụ đường có đá sỏi, đường dốc thì là mình chỉ đi vào khoảng tầm 20-25 thôi. Nhưng mà đi trong vòng 3-4 cây mình đi vẫn được em nhá. Vẫn đi được, nhưng mà theo chị nhá, để mà chị tư vấn cho khách thì chị sẽ nên cho mua cho khách nên dùng loại này hoặc là cái dòng
ngoài kia dòng kia nó thì đấy thì em đi theo chị để chị tư vấn em được cái dòng này. Mấy dòng này là bò nhỏ này là cũng giống với cả bên này nhá. Đây chị cũng có in giá trên này luôn. Đấy như hai con này, như ba con này, con này, bốn con này thì là nó khác với hai dòng kia. Có nghĩa nhìn cái dáng của dòng xe này nó vẫn sẽ giống với dòng xe bò kia, nhưng mà cái dòng này thì nó là gọi là xe bò to, xe 20A. Dòng kia là 12A. Dòng kia cũng thế, nhưng dòng này nó là 20A. Dòng này là 4 bình to này. Chạy sẽ khỏe hơn. Dòng này là 10 triệu. 10 triệu dòng này. Dòng này nó cũng không khác gì với cả cái dòng bò 12A kia, nó cũng là đèn độ như thế nhưng vận tốc chạy của nó sẽ hơn. Nó có thể rơi lên 40 cây. Nhưng 40 đến 50. Ấy này cũng giống nhau hết. Vâng, tất cả nó đều chức năng các thứ nó giống nhau nhưng nó khác nhau là ở cái bình ắc quy. Cái bình. Ắc quy nó sẽ chạy khỏe hơn, bình to nó sẽ chạy khỏe hơn bình nhỏ. Thế cái này có chạy cái km nó có nhiều hơn cái xe kia không anh? Nó sẽ nhiều hơn một tí cho anh, nó sẽ to thì nó sẽ nhiều hơn chứ. Ví dụ nhưng cái mà đấy đi thì nó sẽ mượt hơn mà nó sẽ có công tắc. Công tắc đấy là về số à? Nhanh với chậm. Nhưng thường thường nó cũng chỉ nhanh một tí thôi, nhưng bình thường là các bạn cứ đi cái nấc này, đi nấc thứ hai này cho em. Đấy. Như cái xe này đấy là đây là những cái loại xe tư vấn, là những cái loại xe gọi là xe phù hợp với cả nhu cầu thị trường của mình ở đây, mà cũng gọi là xe quốc dân, gọi là xe quốc dân đấy. Khách mua rất là nhiều và tin tưởng cửa hàng những cái xe này rất là nhiều. Vâng. Cái xe này thì bên chị sẽ có phụ kiện tặng cho em. Bọn chị sẽ tặng gương xe và dòng xe kèm cho em cái dòng xe này. Tất cả những phụ kiện gắn theo xe là bọn chị sẽ tặng cho em hết. Đấy, thì là bây giờ là nếu mà mình muốn cái giá xe có thể là hơn nhích hơn một chút thì em vẫn có. Cho anh hỏi bảo đảm là bao nhiêu? Xe này thì là bọn em sẽ bảo hành cho anh một năm. Còn riêng về ắc quy thì bọn em sẽ bảo hành với mình trong vòng 3 tháng. Từ 3 đến 6 tháng. Đấy, riêng về xe là 1 năm em nhá. Chị sẽ bảo hành cho em khung máy. Riêng về khung máy thôi nhá. Vâng ạ. Khung máy, còn về ắc quy là sẽ bảo hành cho em trong vòng 6 tháng. Dạ. Đấy, riêng về bình ắc quy. Và có bọn chị đều có phụ kiện, ví dụ sau này xe của em cũng không phải là hỏng cái gì, nhưng ví dụ xe mà có lỗi hay như thế nào thì bên cửa hàng chị vẫn có phụ kiện để thay cho em. Cũng như mình cần thay bình thay gì đem ra đây đấy, là nhiều. Ở đây thì bọn em bán xe thì là vẫn muốn đặt niềm tin ở khách, ví dụ mà khách có hỏng như nào em cũng không muốn khách mang đến chỗ khác. Đấy, bên em thì đều sẽ chịu trách nhiệm về cái xe mà bọn em bán, về một cái sản phẩm mà bọn em bán đấy. Là mình có thể yên tâm mua xe ở đây hơn. Đấy, như bạn Quý này là cũng mua xe ở đây rồi. Đấy, em đi xe của cửa hàng em thấy thế nào? Em thấy tốt chứ, đúng không? Cho nó thật. Anh lựa, anh nhờ anh em đem tới đây. Tại vì đây chiếc xe của Quý là anh và ông anh hỗ trợ. Và khi mà anh dòm cái tư cách hàng mình và các em tiếp đãi, anh rất là thấy nhiệt tình. Và khách hỏi gì trả lời cái đó, và cũng không có muốn bán thêm những cái khác mà không cần tới. Và giá cả rất là đúng nên anh mới ngăn trở ra đây lại lần nữa. Thì cái đây là thứ hai và sẽ có tiếp tục chứ tiếp không tục phải là ngừng. Nghĩ là không có ngừng và có thể là tiếp tục những cái hoàn cảnh khác. Anh cũng tính mua là bác tụi cháu Quý là nhà mua chiếc cơm giống như cháu Quý, nhưng mà cháu chỉ có 12 tuổi. Vâng, đúng rồi, bảo cấp 2 thì mình chỉ nên đi những cái dòng xe điện thôi. Đại có 6 năm nữa thì không được. Lâu quá. Anh ấy là bên Mỹ về cơ, là bố của cháu Quý. Bố nuôi đấy đúng không? Bố bây giờ là không nuôi nữa mà là bố rồi. Là bố luôn. Thôi anh sẽ không bây giờ là gọi là nuôi nữa mà là bố luôn. Là bố của cháu Quý thì đấy, từ cái chiếc xe mà hôm trước mua cho cháu, xong rồi đến cháu Phượng, và kế hoạch là còn dài dài nữa cơ. Cho nên là anh, thứ nhất là anh cũng rất là thích cái cách mà hôm trước mà các em có những cái phần quà động viên cho cháu, và anh hy vọng rằng lần này sẽ không quên cái điều đấy và sau này nữa anh nhá. Cái này giờ có cái nào cao cấp hơn cái này không? Cao cấp hơn thì bọn em có. Em có thể giới thiệu thử anh nhỉ? Cần biết ăn thua cháu chọn đúng rồi, phải biết hết để anh
suy tính nhỉ. Dòng cao cấp hơn sẽ là dòng này. Yeah. Từ đây đổ về đây nó gọi là dòng Decabyte. Dòng này là được sản xuất ở công ty Việt Nhật anh nhá. Yeah. Nó là của Việt Nhật. Yeah. Dòng này thì nó sẽ cao cấp hơn là dòng này, có giá là hơn 14 triệu một tí này. 14 triệu rưỡi. Dòng này thì bọn em cũng chạy bằng 4 ắc quy hãng DK, dòng này sẽ xịn hơn. Đấy, cái dòng này là nó sẽ theo từng chi nhánh, có nhiều chi nhánh. Đấy, dòng này thì bọn em cũng sẽ tặng kèm giỏ xe cho mình, giỏ gương cho mình, cũng bảo hành xe cho mình là 1 năm ắc quy trong vòng 6 tháng. Giá nó sẽ chênh lên một chút, mà đi cũng sẽ đầm xe thôi. Đấy. Thấy không? Câu nói mà cuộc đồng xe hơn đồng nhấn xe mạnh như thế xe hơn. Đi thì xe này thì để mà nói khách nhà em 10 khách thì được cả 10 khách đều khen xe này, có khi 11 không 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 có lỗi hay là xe cũng không hỏng về vấn đề gì, mà thường thường xe ở đây cũng không có vấn đề gì cả. Đấy, thường thường người ta đến người ta chỉ bảo hành, ví dụ là người ta muốn bảo hành cái này cái kia đấy, thay phụ kiện các thứ thôi, chứ thường thường xe ở đây khách cũng rất là tin tưởng. Vâng, mua xe ở đây. Chiếc xe này cũng sắp bằng với xe của chị Quý. Đúng rồi, đúng rồi. Xe này là suýt soát bằng xe của Quý đấy. Yeah. Bác hỏi con, hồi đó tới giờ con có lái xe điện này chưa? Đi với bạn nè. Đi với bạn, đi khác mà có ngồi con lên xe lái, lái mình lái không? Có rồi. Thì con biết dùng phải không? Vâng. Yeah. Cháu phải hứa là khi con lái này phải đậu mũi. Dạ. Đừng có ăn bảo hiểm, ăn phải an toàn, tại vì bác đứng ra để tiền là tiền của bác hai, nhưng mà bác là người dắt về cháu lái đây để mua, thì khi mà cháu cái dùng lái này cháu phải hứa là phải bỏ đeo mũ an toàn nha. Dạ. Giờ thôi từ giờ không đợi nữa, cháu lựa cái chiếc nào? Hồi nãy hai chị em lựa được chiếc nào? Dạ, cho bác lựa thôi. Cho bác lựa. Thôi, bây giờ con chỉ cái kết điểm nghĩ. Hồi nãy hai chị em lựa. Hai con này lựa chiếc nào cho bố coi, cho bác coi trước. Đó. Con đi hồi nãy là thích chiếc nào vậy? Chiếc nào đã nói nãy là con nói là con đã lựa rồi. Đó, đúng rồi. Đừng có nghe ý kiến, đừng có nghe số tiền. Nghe nãy tư vấn là chị đã nói cái gì rồi. Rồi số tiền bỏ ra, cái đó thì để bác lo. Con lại với con lựa chiếc nào? Đó, vô đây là con lựa chứ không phải bác lựa. Bác lựa là bác lái về Mỹ luôn. Đâu, hồi nãy chỉ đúng chính xác chiếc hồi nãy thế nào, hai chị em lựa thế nào? Đâu, xe nào? Con cứ đi, con nhìn đây. Những cái dòng xe mà... Xe này màu đen cả, màu đen cả. Dòng 12A. Thế này. Như chị tư vấn như vừa nãy nó là dòng 12A. Dòng này 4 bình nhỏ. Sợ em không đi bình to. Đi bình to thì cũng vận tốc nó cũng sẽ, nói chung là nó cũng không phải là nó nhanh hơn cái này lắm. Nó tùy. Nó tùy vào cái đường, ví dụ như là đường nhựa hay là cái đường này là đi. Yeah. Nhưng mà xe này thì để mà nó thì khách em muộn rất là nhiều. Nhiều lắm. Nó sẽ nhiều hơn cái dòng bên kia, vì dòng bên kia giá nó sẽ hơi chênh lệch cao. Cao, cao hơn. Tất cả những cái dòng này thì sẽ các bạn ấy tầm như là bạn này. Đấy, như mọi người này thì là cái dòng này là sẽ mà con thích màu đen phải không? Vâng. Xe này các bạn đang hưởng dụng. Thôi bây giờ mình lại đang có đấy. Này cũng có chiếc màu đen đỏ. Màu đen đấy ạ. Màu đen đó. Thì mình chiếc này thì cái pin nó mạnh hơn chút. Đó là 4 bình to. Rồi đó. Và con thích bên này cũng được nữa. Thì có hai đó, bên này với bên này á. Con tự chọn. Là thay đổi một chút là không chọn chiếc ở đầu nữa. Biết là con thích chiếc đầu nhưng mà tha bác muốn cho con chiếc bền trước. Tốt hơn. Tốt hơn trước. Đó. Để xài tới 4 năm. Đó. Khi con cái mỗi năm bố có nên. Thôi bố cũng được. Năm bác vừa về thăm chị Quý thì 4 năm có thể là mình thay đổi lại chiếc khác để phi tiện. Thì mong là cũng như chiếc xe này con sẽ xài được 4 năm. Vâng. Thời gian thì hơn 4 năm. Cũng hơn 4 năm. Thì một cây đây con lựa chiếc nào cũng được.
rồi con cho con lựa, bác đã cho con lựa rồi thì con lựa, con thích cái nào thì con lựa đi. Hai chị em xử xí đi. Hai chị em xử xí tâm sự với nhau đi. Thích cái nào thì em chọn. Biết. Bác nói rồi, bác quay xin nói rồi, tiền thì bác lo. Đó, chỉ cần là con thích thôi. Dạ. Thì cho nên con quyết định đi. Này, giờ vậy con lựa đi, lựa màu đi. Đấy, con nhẹ nào? Này. Màu này phải không? Vâng. Rồi. Nhờ nhờ em dẫn chiếc này ấy lại cho bé bé coi. Bé. Anh dẫn cho. Em quay kỹ thuật. Nặng lắm ấy. Đây là trường Vinh. Trường cũng chưa lắp bình mà nó thế rồi. Ừ. Em cũng dắt thôi. Dắt thử đi. Mai mốt đi mình phải tập biết dắt chứ. Con cứ dắt bình thường. Bình thường. Con đi ấy. Đó, khỏe ghê thôi. Phải dắt đâu lên xe là cứ. Rồi. Đẹp đó, đẹp đó. Thấy cái chiếc này vừa chơi ấy con á. Vừa vặn với cái sáng anh ạ. Dạ, mà con thích màu đen ha. Dạ. Chứ không có màu nhiều. Nếu ấy thì nếu mà là phải cái màu này thì đẹp. Anh thấy cái màu này thì okay, đẹp. Nhiều yeah. Chọn yeah. Yeah. Cái màu đó nhưng mà đen con thích cái màu đó. Đó, đó, đó. Rồi con vô coi, dắt em vô. Đi vô đi con. Thích quá rồi nhỉ, bất ngờ quá nhỉ. Cháu cũng mừng theo chứ. À, mừng cũng mừng theo với em ạ. À. Coi chừng lát về đổi xe kia vô làm chị Quý nói thôi muốn lấy xe điện lại đổi nữa thì thôi rồi. Con có cái mũ đội chưa? Chưa sao? Mũ ở nhà có mũ có rồi ạ. Mà có mà dùng vừa đầu con không? Cái này là cho con chứ không phải mà ở đây có bán mũ bảo hiểm. À, mũ bảo hiểm thì là bên em sẽ tặng cho bạn nhé. À. Bọn em sẽ tặng, ngoài ra thì khi mua xe này bọn em sẽ tặng cho bạn một phần quà nhỏ đó là mũ bảo hiểm. Và móc chìa khóa có in logo của công ty. Đấy nên là em yên tâm là không lo về vấn đề là không có mũ để đi. Rồi. Bạn Quý ngày trước là cũng tặng đấy. Ừ, tặng hết mà. Vâng. Em mời anh với cháu vào trong nhà nhé để em làm hóa đơn. Còn bên em sẽ chờ, mình chờ kỹ thuật. Rồi, kỹ thuật. Rồi, đi vào con. Mua xe này đâu biết cần biết cần đăng ký phải không? À, xe này là mình mua về mình đi thẳng đúng không anh nhá? Không cần phải đăng ký á. Cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh. Nếu mà được cần còn tiền đâu nhiều thì gồng mấy chục lần anh nhỉ? Giúp được biết bao nhiêu gia đình. Dạ. Dạ. Đó nhờ bây giờ chờ chú kỹ thuật là lắp gương đấy, này xem lại xe cho chắc chắn là có xe rồi. Dạ. Con cảm giác như nào khi mà hôm nay được nhận món quà bất ngờ như này? Con thấy rất là vui ạ. Đó là lần đầu con được nhận quà to như này ạ. Cảnh đó chỉ biết ăn ôm. Nguy tình cảm quá. Bé làm hay là xúc động quá nhỉ. Giống anh à. Không sao. Thì con cái quà này là bác hai muốn giúp con có phương tiện để đi. Tại thấy cái đồi lên đó cũng ấy. Và bác cũng không biết là có thể chạy lên tới nhà đòi nhà không, hơn là phải gửi nữa. Dạ. Thì con phải, cái đó là gia đình con phải nói chuyện với, nếu mà gửi ở dưới thì phải nói chuyện với gia đình ở dưới. À, nhưng mà cái này thì có chìa khóa, phải đề chìa khóa mới ấy được. Dạ. Và khi bác về thì bác cũng có kinh nghiệm chút về xe điện này, cách mà mình sạc bình rồi đó. Không phải về tới nhà là sạc bình đâu. Bình là mình phải để cho nó xuống gần ấy mình mới sạc. Chứ không phải ngày nào cũng sạc vậy là cái bình nó mau hư lắm. Giữ gìn cho tốt nha. Bởi vì cái này là tấm lòng của bác hai gửi đến con. Thì con phải giữ gìn cho tốt vậy bền. Để sau này bác thấy gì để bác vui. Rồi bác cũng có thể sau này bác tặng cho những cái em khác. Thì người ta dòm mấy em sẽ theo gương con. Dạ.
bài giảng học giỏi nha. Dạ. Chứ đừng có học nửa chừng mà bỏ. Cuộc đời này chỉ có học mới có thể đổi thay tương lai của mình, dù nó nhỏ nhỏ cách mấy đi nữa mới là một cơ hội nha. Dạ. Trong bác thấy trong đám em hết thảy thì con là người rất là cảm tình giống như bác, cầm chế nước mắt không được, yêu thương ấy. Hồi bữa là bác khóc làm cho con cũng khóc theo luôn, thì bác thấy rồi. Nhưng mà đây là niềm vui, nước mắt của niềm vui chứ không phải nước mắt của đau khổ như hồi bữa, phải không? Thì lát bác sẽ đưa tiền cho con tự tay đưa là để biết cái cầm cái đồng tiền của mình, cái quan trọng cái từ cái tiền ta cho bàn tay của con trao cho cô, rồi biết cái giá trị của cái đồng tiền. Và cái xe này là cũng như con nói là món món quà lớn nhất trên đời con, nhưng mà sau này bác hy vọng là con sẽ có những cái món quà lớn hơn, tốt đẹp hơn, mà một tương lai rực rỡ nha. Dạ bác. Thì bác cũng cầm cái cọc này ấy, bữa tới giờ là cũng chưa đếm đi đếm lại. Bây giờ nãy là nó giá là 10 triệu. À, 10 triệu. 10 triệu em nhỉ? Cái xe này anh nhỉ em nhỉ? Xe này là 10 triệu. Thì bây giờ để em đếm. Dạ, thôi em đếm thì em đưa con đưa tay ra thì đếm từ từ. 1 này chắc này. 3 này, 4 này, 5 này, 1 triệu này con cầm mà để nhớ nha. 2, 3, 4, 5, 2 triệu này, 2, 3, 4, 5, 3 triệu này, 1, 2, 4, 5, 4 triệu này, 4, 5, 5 triệu này, 3, 4, 5, 6 triệu này, 7 triệu này, 10 triệu con cầm đi, như lời của bố chị thì nói tí nữa con tự con thanh toán cô nhé. Rồi bây giờ lát con tự tay đưa, cũng là cái này là con tự mua. Bác hai thì đưa thì bữa giờ bác cầm bác cũng lo rồi muốn làm xong cho cái tâm nguyện của bác hai bây giờ được thực hiện. Thì một phần đó thì bác sẽ vui và bác đỡ lo với cầm tiền bác cũng ấy. Thì mong rằng con có cái quà xứng đáng này thì để con phải học giỏi nha. Dạ. Rồi con lên con tự con trao tiền cho chị đi. Dạ. Cho chị xin thông tin nhé. Con được quan tâm. Cho chị xin họ tên. Bùi Thu Phượng ạ. Có một điều anh còn muốn hỏi em là mình có xe để trở về cho nhà cháu được. Xe hiện tại thì bình thường, nhà em cũng có xe ship, nhưng mà hiện tại ba hôm nay thì cái ship của em lại đang đi viện, có việc của gia đình. Em có cách nào để đến không? Vâng, thì để em cố gắng để em hỏi qua bên quản lý để em xe để hỗ trợ cho cháu, bởi vì là đi thì xa mà với anh xe này chắc chắn nó không chở được xe. Đây là hóa đơn và phiếu bảo hành của xe. Rồi. Đây. Rồi, thì okay. Ví dụ mà sau này mà xe của em muốn bảo hành hay có vấn đề gì thì em cứ gọi qua số hotline của cửa hàng giúp chị nhé. Đây là số điện thoại đây. Đây là phần quà của cửa hàng. Nó là muốn bảo hiểm nóc chìa khóa. Thì ngoài ra thì là chị cũng thay mặt cho công ty cổ phần thương mại Tuấn Khánh Commerce thì cũng có một chút quà gửi cho dành tặng cho gia đình. Thì tuyệt vời quá. Em ơi thì mời em ra đây đi. Vâng. Anh Patrick ạ. Cũng như chùa cháu quý thì bên công ty
Tuấn Khánh vẫn có một món quà riêng, một khách hàng đặc biệt anh ạ. Anh tới đây dắt con tới đây là đúng chỗ đó. Dạ, là phần quà này cũng gửi tặng em và gia đình, chúc em và gia đình nhiều sức khỏe, chăm ngoan, học giỏi và cố gắng luôn thành công sau này em nhé. Vâng ạ, ở đây thì em xin chị ạ. Vâng. Thay mặt cháu cảm ơn công ty. Vâng. Cái này là lần đầu tiên cũng tới về Việt Nam và dắt cháu đi sống như gì. Vâng. Thì trước có coi rồi nên hội mua chiếc xe cho cháu quý là thấy là đãi hàng khách rất thân thiện. Vâng. Thì món quà cho các bé khó khăn. Anh rất là cảm ơn và biết ơn cho anh gửi lời tới giám đốc rồi luôn. Vâng ạ, dạ. Tuyệt vời quá. Em cảm ơn ạ. Cảm sạc đi. Cảm ơn đây. Cắm xong chút rồi đợi nắp lên. À, chưa xong. Dạ. Cái này cắm sạc đây. Cái nhá. Bóng sạc này là nó lúc đầy là nó màu xanh nhá. Dạ. Còn lúc nó hết điện là nó màu đỏ. Dạ. Ta cứ mở cái này lên đúng không anh? Đúng rồi. Cho cắm vào đây. Đúng rồi. Rồi, cái xong pin này á khi ấy là khóa lại. Khi muốn mở ra phải đút chìa khóa vô. Dạ. Cái này có cái chốt lên, cái chốt lên xuống cái này bật lên. Dạ. Khi bật lên con lấy cái tay con đẩy cái này lên. Đó. Sạc đi về không để trong cốp nhé. Để trong cốp đi sóc nó sẽ hỏng cái mạch cục sạc. Cái này để ở nhà. Để ở nhà thôi. Để ở nhà thôi. Cái này giờ cái con lấy cái đó gắm vô, giờ gắm cái dây vô. Khi mà cái điện nó cho là đầy đủ á thì cái đèn này nó màu xanh. Nếu mà nó chưa đầy đủ, nó vẫn thiếu á là nó màu đỏ. Khi con thấy màu xanh thì con giúp kia. Cái này thì con để ở nhà mà bác dặn con đó, khi mà con sạc pin á, sạc bằng ngày mà mình có mặt ở nhà, đừng có sạc bằng tối mà mình đi ngủ, tại vì khi mà cái bình mình quên nút da mà nó đã sạc đầy rồi đó, nó có thể là bị cháy cháy xe, nhớ nha. Bây giờ thì ra đấy anh nhỉ. Bây giờ là dắt xe ra được chưa? Em dắt xe ra để cho anh dắt cho ra ngoài kia được, em xong em cho người cho lên cái anh được. À, đi thẳng đấy à? Đi được. Thôi về thôi. Được quà rồi. Con cầm lên chìa khóa này. Ừ. Tư. Xe đạp này lên trước nhá. À, cái đấy để sau, Lên nhá. Từ nhá, để cầm cái chỗ nào chắc đó. Từ. Rồi, 1-2 bạn. Đó. Đó. Bây giờ thì anh em mình sẽ đi xuống nhà của cháu Phượng anh ạ. Vâng. Rồi lên xe đi, các cháu lên xe đi. Anh cứ để chặt lên. Nhấc lên. Quá. Đi xuống. Rồi. Rồi, anh thả đó. Rồi. Ok. Phương đâu, có đi được xe chưa? Đang nôn chứ. Đang nôn ạ. À. Cháu say xe rồi. Tội nghiệp quá. Chìa khóa đấy ở cháu Phượng. Trong cái bịch đó. À, trong bịch à? Dạ. Lấy chìa khóa đi cháu. Phượng ơi, đi đâu con? Rồi, tội nghiệp quá. Cố gắng lên, là có quà lớn như này là phải khỏe lên nhá. Đi lên, sang đây. Vậy, mấy bạn đi vào vèo này nhỉ. Ui xe. Say quá à? Chắc là không leo được đâu anh ạ. À, được đấy. Thôi vậy, tà lên đi, tà lên đi. Được không? Tà lên nó không bị dắt là nặng, cũng nặng đấy. Được. Đấy. Đấy, đường này thì các cháu cũng hơi vất vả anh ấy. Yeah, lái xuống cũng... Lái xuống thì dễ hơn, em nghĩ. Nhưng mà thắng... Thắng thì sợ nó nhanh quá, nó ngã thôi. Bây giờ con cũng trời ơi. Gì là sao dắt cái đường này lên sao được. Khổ. Ngồi lên lái được. Không, con không ấy. Chắc lái quen mới thấy được. Dạ.
Đến bắt đầu đoạn này nó lại đất nữa anh ạ, hết bê tông rồi. Từ đây lên là có đoạn đất, đoạn bê tông. Này thì lái được nè. Dạ. Xuống đó thì hơi víu đó. Hơi víu đấy. Cao quá. À, Phượng thử lái xem nào. Con thử lái đi, xe của con mà. Đây để bác xách cái này cho. Lái đi. Đây, con trèo lên đã, đang bật chìa khóa rồi nhá. Rồi đi từ từ thôi nhá. Đi được không á? Không sao đâu, con từ từ thôi. Thắng được mà. Từ từ. Đi từ từ thôi con. Xin. Ui. Đi từ từ thôi. Từ từ thôi. Từ từ nhá, đang chân xe nó đang mới, nó khỏe này. Đi là hả? Chắc là giật thôi bác ạ. Hả? Chắc là giật thôi bác ạ. Thế thử giật xem nào. Nhưng mà đừng vặn ga nhá. Đấy đấy. Ôi cái này phải tập đấy. Phải tập ở đây. Con phải đi lên xuống nhá, mày phải có người lớn giữ cho đã. Không thì kiểu này là các bác nghĩ là chưa ổn lắm đâu. Rồi tắt chìa khóa là dắt là được. Chị Quý xách cái này cho em này. Để bác nếu mà mệt quá thì bác phải đẩy phụ. Này xe đang mới này, về đường lầy lội này là nó bẩn lắm đấy, mưa này ấy. Được khó thì cái. Xe điện rửa được không bác? Được chứ, nó bẩn là vẫn là rửa được. Nhưng mà đừng có cho vào cái chỗ cái mà bình thôi. Bình không, dạ. Bình nó làm nước vô không được. Dạ, chắc là cũng có cái bảo vệ dạ. Rồi anh nhỉ. Có cái này, chưa này. Có gan, chưa dám máy. Chưa dám mở ga. Cái này lên được hết à. Dạ. Con lái quen. Nhưng lái quen là lên được anh ạ. Lên được, lái quen con lái này được. Dạ. Ở dưới kia thì hơi khó anh chút thôi. Dạ. Có dắt mệt chưa? Để bác dắt cho. Nặng quá à? Ôi xa. Từ từ đấy. Được rồi, đây. Cái này là đó. Lái được. Lái được này nó nhẹ anh ạ. Đó. Nhưng mà phải biết giữ đó anh ạ. Nãy lên được hết à? Đấy. Mà chỉ xuống dốc thì. Đấy, chạy luôn được mà. Như Phượng này. Đấy. Chạy cho cháu biết. Đấy, như này thôi Phượng. Cháu Phượng là được tặng xe nhưng mà cũng vô cùng khó khăn cái đường lên đấy ông bảo chú ạ, chắc là con gì đó cũng còn cả một quá trình để có thể lên đi lên cái dốc này bởi vì nó cao quá, chỗ này thì khó nhất này này. Vậy sao mà dắt lên dắt xuống vài cũng phiền lắm à. Dạ. Vẫn mua cho cháu thì để chạy được mà. Tức là chạy từ ngoài kia đến trường anh ạ. Dạ, đến trường. Còn ở đây thì chịu luôn. Thì cũng phải nói chuyện để gãy. Dạ. Chứ lên đây thì để cho cháu tập đi. Vâng. Này vừa hết học rồi. Vâng. Cho vững. Dạ. Cái này đi xuôi xuống mà không cẩn thận là ngã đấy anh ạ. Dạ. Đường nhìn sao mà lái xuống. Vâng. À, thấy nhà có làm cái đường bê tông nhỏ lên rồi. Để dưới này phải không? Để dưới hay để trên à Phượng? À, con. À, trên kia nó mới rông. Dạ. Dưới này nắng này này có chỗ để đâu. À, lên trên này nhá, bà nhá. Để nữa con tập chạy vòng vòng cái này nè Phượng. À. Chào bà nhá. Chào bà. Chào bà. Nắng quá. Nắng quá. Rồi. Chưa đó chắc được. Chưa đó em. Trong đó có bao lì xì nữa nha. Cứ hẳn. Mệt quá nhỉ. Ô cái này thì không ổn thôi. Nếu mà mang cái xe lên đây được cho. Mang cái xe lên được đây cho cháu là cả nó quá trình trong bào chú ạ. Mấy anh em đẩy mới như thế này thì làm sao cháu một mình mà làm được. Chào em. Dạ. Ui thì thấy rồi, bây giờ thấy cái đường. Bật quạt lên. Đấy đường cũng nan giải anh nhỉ.
bây giờ nghĩ lại không biết là được không. Không, cháu cháu gửi dưới kia. Dạ, cháu gửi dưới kia được. Đấy. Dưới này có chìa khóa. Đây, có chìa khóa. Rồi gửi cái nhà dưới mặt đường, dưới đường thôi. Dạ. Quý, cháu quý nó mệt. Ngoài trời, đưa người, lấy xe, xe xe. Bạn nghiệp cháu Phượng, lấy xe xe. Đi vào nhà không anh? Vào nhà vô, 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 chúc. Xin phép nha. Lâu ngày quá bà nhỉ? Lâu ngày lắm này, nhớ quá rồi. Vâng, từ... Vâng, nấu bằng củi trong nhà. Nấu bằng củi đấy. Có bếp ga. Nấu ở trong nhà, hơn là bên kia nó khói nó vô. Chắc là... Khói, không có khói đâu. Có mùi khói đấy. Khói á, rồi cho thấy khói vô. Ô, chị em đang làm gì vậy? Đang nấu cơm à? Đang nấu cơm à? Ui. Để tiếp nghe bảo mấy chị em làm cơm luôn. Mong cơm qua lại đấy. Dạ, cháu về từ bên kia về đây là 2 tuần nhưng mà lên đây thì được 4 năm hôm rồi. Dạ, mày ngủ luôn rồi qua 1-2 tháng gì. Dạ, nhớ mấy mẹ. Gia đình. Bố bỏ cháu quý nó mà về không thể mua được ấy. Xe hộ cho con cho cái cho cháu nó đi học đi hành nó phương tiện rất là cảm ơn nha. Cháu nha và cả ông tất cả. Đấy, chú ông bà trong ngoài cầu nối nha. Cháu là bà trong nhà gia đình rất là cảm ơn. Mà có trở về đến gia đình không có cái gì gọi là mâm cơm tròn. Đấy, chén rượu thì rất là cảm ơn quá mãi ấy tất cả ấy cái nhà vào luôn luôn nhớ đến cháu nhé. Hồi sáng tới giờ không có cái gì hồi sáng tới giờ lại nhớ lo đấy nha cháu nhá. Hồi sáng tới giờ hai bố con chưa ăn là con ăn hết gà là bà đừng có buồn nhé. Bà đừng buồn, con ăn hết gà là bà đừng buồn nhé. Không buồn. Mời cơm trưa thôi anh nhỉ. Không khai sáng thôi nhỉ. Các cháu cùng mời đi. Sao lại đứng hết đây? Chị ơi, chị cho các cháu ra ngồi. Lấy nước và ăn cơm nhé. Con mời. Lấy nước đi đã. Rồi tối mình bác uống nhiều rồi nhỉ. Dạ. Hay là bà cháu uống nhiều. Không. Gắp cho anh thử cái gà ở đây nhá. Dạ. Con mời bà. Không uống à? Thật ra uống với cháu. Quý cho quý đùi đã. Miếng ngọt đây bà. Có ổn á. Con đùi à? Cho Phương ăn đùi nhá. Rồi, rồi không biết là gắp cái nó đầy quá, gắp cho bà miếng này. Quý ăn cái gì nhỉ, miếng gì nhỉ, miếng trắng à? Đây, chú gắp một miếng này. Không biết, định gắp cho em một miếng nhưng mà không biết được, lấy cái cánh nhá. Ngân cũng có lời mời trân trọng đến toàn thể quý ông bà cô chú cùng dùng bữa cơm ông cúng với gia đình của cháu Phượng, rất là đặc biệt bởi vì là ngày hôm nay lại có sự hiện diện của anh Patrick nữa với hai bố con từ hành trình sáng nay. Kính mời toàn thể quý ông bà cô chú là cùng ăn cơm chung cho tình cảm ạ. Được, gia đình mời ăn đây anh nhỉ. Mời ông bà. Mời bà nhé, mời anh. Quý anh thì thập phẩm biết ạ. Bữa cơm rất là tình cảm, rất là ấm cúng, mặc dù là đạm bạc nhưng cũng rất là vui. Ông bà của chú ạ, trên nhà của cháu Phượng. Thịt gà ngon nhỉ anh nhỉ? Ngon nữa đó. Hôm nay là con cũng về đây là làm cái bổn nhiệm của người anh của con giao tới để tặng xe đạp cho cháu Phượng và cũng lại thăm gia đình mình. Con rất là quý trọng, cảm ơn bà đã cho con bữa cơm. Tại giờ sáng giờ hai bố con chưa có ăn cái gì hết. Nên bữa nay là ăn 3 chén. Nửa con gà nha, nửa con gà và nửa dĩa măng. Ăn rất là ngon. Cho gửi lời cảm ơn nhà bếp. Rất là ngon. Cháu quý vẫn còn không có cái gì, cơm muối không rất là
về nhớ lâu nha, cháu nha. Cảm cháu về về thăm bảo đảm, bảo đảm. Con gái của cháu lại về thăm cháu Phượng với bà với nha. Dạ, con sẽ hứa là mỗi lần con về đây mà thăm thăm Quý thì con sẽ ghé thăm bà và mấy cháu luôn. Rồi bây giờ xin phép bà cho con đi, con còn một cháu nữa muốn tới gặp. Để nếu mà không có kịp thì giờ là con hối hận lắm. Con không được vui và ta muốn lại thăm bé. Rồi giờ đem chút quà nhỏ nhỏ cũng như bữa đem lại cho mấy cháu vậy nha. Bà thông cảm nha. Rồi, xin phép rồi bà ơi. Rồi, xin phép các em nhé. Không ngồi chơi được lâu thế thôi em ạ, sau đó gia đình em xin chân thành cảm ơn các anh đã dán học cho giỏi nha. Dán học cho giỏi, không học giỏi nha. Có xe rồi thì đầu tiên là giữ an toàn đi chọn thôi nha. Học bài đi các nhà, cái nón nha thôi nha. Xin chào nha. Vâng ạ, kính thưa toàn thể quý ông bà cô chú các anh chị cùng các bạn. Như vậy là thêm một hành trình rất là ý nghĩa đến với nhà của cháu Phượng. Sáng nay thì anh Patrick Lê cùng với con gái của mình đã về để mua chiếc xe cho cháu Phượng rồi. Và bây giờ thì anh em Ngân cũng đã hoàn thành để chuẩn bị tiếp đến những cái hoàn cảnh khó khăn khác trong cái hành trình thiện nguyện của mình. Ngân xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến anh Patrick Lê cùng con gái của mình, cũng như là bác hai và bà đang theo dõi video, và cho phép cháu Ngân kính chúc sức khỏe đến bà, đến anh Vũ cùng toàn thể quý ông bà cô chú các anh chị cùng các bạn. Video này thì Ngân sẽ khép lại tới đây. Xin hẹn gặp lại toàn thể quý ông bà cô chú các anh chị cùng các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Anh em Ngân, chú cháu Ngân xin phép được kính chào. Căng thẳng đường nha, khó khăn như này thì làm sao mà đi xe được đây? Phải giờ đâu có lên tới đây uổng quá ấy thì phải nhờ gãy dưới nhà chú. Vâng. Đây. Cái này đi bộ còn khó này anh nhỉ. Hôm mà nước to thì đây anh này có cái rãnh như này là nước nó chảy bầm theo cái này. Ra đây yên tĩnh, nhưng mà có tiếng chim, tiếng chim hót yên tĩnh, nhưng mà cái là núi bên này cao ấy đó, không có gió vô không nên gió, không có mát, nóng lắm. Trong nhà mình ngồi còn mở 3-4 cây quạt lên. Chứ nãy mình ra ngoài ấy là cái gió ngắt. Con đi cẩn thận nha. Chôn đấy.